Chị Cánh Tiên xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị có một sản phẩm đồ chơi mới rất là xinh đẹp lộng lẫy xin giới thiệu đến các em. Đấy là một quầy kem mà trong đó thì có rất nhiều các loại kem khác nhau. Kem ly này, các loại kẹo ngọt này và các loại fast food, có nghĩa là đồ ăn nhanh, những cái bắp rang bơ. Chúng ta cùng xem là xung quanh của cái hộp đồ chơi nó gồm có những gì nào. Dưới này có phần hướng dẫn sử dụng lắp ráp. Các em có thể nhìn ở những cái phần hướng dẫn này để chúng ta lắp ráp cho cái xe đẩy kem của chúng mình theo đúng hướng dẫn này sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Và cái hộp kem này các em nhớ là có hộp pin nhé. Thì chúng ta sẽ dùng cái ốc vít xoắn đẩy để cho tháo lắp cái pin ghép vào đây. Phần trên của cái hộp đựng đồ chơi này thì có cái mô hình kem, xe kem đẩy và có cái tay cầm để chúng ta có thể thuận tiện sử dụng khi mà đi dã ngoại hoặc là đi chơi xa. Chị sẽ mở hộp kem ngay bây giờ nhé. Các em cùng quan sát nào. Chị dùng một con dao chổ cắt những cái phần băng dính này ra. Phần băng dính này này. Đấy. Và chúng ta mở ra xem bên trong nó gồm có những gì nào. Đấy. Chị đã nhìn thấy một cái hộp. Một túi đựng những cái phần bánh xe của hộp kem này. Các em có thể so sánh nhé. Những cái túi này. Đấy, đựng những cái bánh xe này này. Thứ nhất này. Thứ hai. Tèn tèn tèn. Trời ơi, một cái hộp như kiểu cái con thuyền đấy. Cái ở dưới này này. Các em này, nhìn rõ chưa? Trong này thì bao gồm một cái túi đựng rất là nhiều cái thanh que kẹo mút mà chưa được lắp ráp vào. Ba cái hộp kem ly, kem ốc quế đấy các em. Và rất nhiều cái phần kẹo mút mà đang rời ra. Chúng ta sẽ lắp ráp cái phần này sau nha. Hộp thứ ba là gồm có ly kem, cái đồ để đắp kem ra và tất cả những cái đồ dụng cụ để trang trí lên cái phần bán quầy bán kem của chúng ta như thế này. Và cái bộ phận này chính là cái quầy che cho cái hộp kem nó được bảo vệ một cách vệ sinh nhất. Chúng ta che như kiểu che chắn cái hộp quầy kính của các bác bán hàng ở ngoài chợ đấy. Đây là cái phần dưới của cái con thuyền xe đưa kem đi. Đây, còn đây nữa nào. Đây chính là cái mái che của cái quầy bán kem này. Các em đã nhìn thấy chưa nào? Và đây là cái phần thanh mà chúng ta đặt tất cả những cái đồ quầy bán của chúng ta lên. Và cái phần thanh này gồm có những gì nào? Đây là cái phần để chúng ta sẽ cho pin vào nhé các em nhé. Chốc nữa chị sẽ lấy một cái tô vít và tháo lắp cái rời cái này ra. Chị sẽ cho pin vào đây để chúng ta có thể sử dụng được cái nút bấm này để cho nó thành những cái điện nhấp nháy rất là sinh động đẹp mắt. Xem còn cái gì nữa không nào. Wow, cuối cùng là cái hình dán các em ạ. Đây chính là hình dán để chúng ta có thể so sánh nhá. Tất cả những này thì các em có thể quan sát một lượt là trong những cái hình dán này thì sẽ dán như thế nào. Ở trên này nó có mẫu sẵn hết rồi này. Chốc nữa chị em mình sẽ cùng gỡ từng cái miếng dán nhỏ này ra và dán vào những cái chi tiết nhỏ để cho cái hình ảnh của chúng ta thật là lộng lẫy bắt mắt. Chị em mình sẽ phải dùng tháo lắp cái pin này là cái việc đầu tiên. Giờ chị sẽ dùng cái tô vít nhỏ này, tô vít bốn cạnh các em nhé. Cái công việc này thì các em có thể nhờ bố mẹ, hoặc nếu mà bạn nào mà lớn một chút thì có thể làm được cái việc này dễ dàng đấy. Đây, chị sẽ tháo cái ốc này ra này, đậy cái nắp này lên. Và cái này chúng ta sẽ để ý quan sát là nó gồm có 3 chiếc pin. Cái đầu pin mà nó không có cái mũ tròi tròi ra như thế này, các em sẽ để vào cái phần có lò xo. Đấy, lắp vào. Cục pin thứ hai cũng tương tự như vậy, đảo chiều đi. Và cái cục pin thứ ba. Đấy, thấy chưa? Em thấy chưa? Vừa lắp một phát là đã có thể có âm thanh ngay được rồi. Để cho đỡ bị mất tập trung, chị sẽ tắt đi trước đã. Chốc nữa sau khi mà hoàn thiện những cái xe kem xong thì chị sẽ bật nhạc lên và chị em mình sẽ cùng thưởng thức những cái bản nhạc ở trong này nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp vào. Đấy, tại vì là cái phần pin này nó sẽ ở dưới cái mạn thuyền, dưới cái đáy thuyền, cho nên chúng ta phải làm việc này đầu tiên để cho chúng ta ốp cái phần này lên cái con thuyền thì chúng ta sẽ không thể nào mà lắp pin thêm được nữa. Vì vậy cho nên là chị sẽ phải làm cái việc đấy đầu tiên đấy. Các em quan sát, bây giờ chị sẽ lắp hai cái phần này vào.
sẽ vừa khít những cái lỗ ở dưới nha. Đấy. Ập một phát thế là xong rồi. Đây là xong cái phần mặt thuyền. Và phần việc thứ hai này, chị sẽ chọn lấy cái phần có bánh xe và hai cái cột trụ hai bên để chị lắp tiếp theo. Chị cắt nha, cắt cái bóng này ra. Chúng ta sẽ lắp cái phần bánh xe trước. 4 cái bánh xe và có hai cái thanh ngang của cái bánh xe này. Chị cũng sẽ cắt nó ra. Hai thanh này bằng sắt các em ạ, rất là chắc chắn. Các em sẽ xuyên vào hai cái lỗ ở dưới này nha. Đấy, nhìn thấy chưa nào? Lắp luôn cái bánh xe vào. Chỉ cần lắp vào đúng lỗ là được rồi. Đấy. Bật bật bật, xong một phần bánh xe. Nhìn cái thứ hai nào. Cái việc này thì chắc hẳn là các em đã rất là thạo rồi. Cũng dễ thôi. Gồm có 2-4 cái bánh xe màu hồng. Thế là bây giờ cái xe của chúng mình đã có thể là đẩy đi đẩy lại, đẩy đi đẩy lại rất là chắc chắn nha. Thoải mái, các em có thể rong chơi đi khắp nơi. Ai mua kem nào, ví dụ là như vậy nhá. Bây giờ chị sẽ lắp đến hai cái cột trụ nha. Hai cái cột trụ này nó khá là chặt đấy các em ạ. Các em phải ấn mạnh. Đấy, ấn mạnh cho nó xuống. Đấy, xuống gần hết cỡ rồi. Wow, khá là chặt. Chị cũng phải lấy hết sức mình, chị với ấn được nó xuống đấy. Các em có thể nhờ bố mẹ nha, hoặc là anh chị của mình. Rồi, khi mà nó kêu cái cách một phát có nghĩa là nó đã vào đúng cái khớp của nó rồi. Và sau đấy thì chúng ta lắp đến cái chụp bên trên, cái mái che đấy. Cái mái che để che nắng che mưa, để cho cái quầy kem của mình nó không bị mưa nắng rơi vào. Lên lên, nhìn đã có vẻ đêm phong rồi đấy đúng không các em? Chúng mình cùng bóc những cái phần nhỏ này ra, những cái phần để trang trí cái xung quanh này ra. Chị sẽ cắt ra trước nha. Đó, chị sẽ sắp xếp để cái xe kem này ra một chỗ đã, để bỏ hết những cái đồ chơi nhỏ nhỏ này ra nào. Đó, sắp xếp nó ra nào. Cắt hết nó ra. Đấy. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng các miếng ghép để ghép những cái đồ chơi này vào. Miếng ghép đâu rồi? Đây chính là các miếng ghép này. Chúng ta sẽ quan sát xem là ở những cái đồ chơi này, ví dụ như là cái mặt có hình hai con mèo này, coi như là cái kẹo mút đấy, thì là sẽ bao gồm cái mặt này. Chúng ta sẽ dán cái hình này vào đây. Ví dụ luôn, chị làm luôn nha. Đấy, bóc cái miếng dán này ra. Dán vào cái hình cái mặt con mèo xinh xắn này. Có phải là nhìn nó sẽ xinh hẳn lên đúng không? Chuẩn luôn em nha. Và chúng ta chỉ quan sát là có hai cái hình con mèo này thôi, mà có những 4 miếng ghép này thì có nghĩa là chúng ta sẽ dán cả hai đầu của cái hình cái mặt này luôn. Đây là một mặt chúng ta đã dán rồi, và chúng ta sẽ dán luôn cả cái mặt bên này để cho là nhìn hai chiều nó đều là cái mặt hình con mèo. Nén nén nén, đứng chưa các em? Tiếp theo các em làm tương tự với cái hình con mèo bên cạnh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt những cái phần mà bọn chúng mình đã vừa mới làm khi nãy. Trước tiên chúng ta sẽ cắm những cái thanh kẹo mút trước. Những cái thanh kẹo mút trước lên những cái phần này. Ví dụ như là cái con mèo này, chị sẽ cắm vào đây. Đó. Hai con mèo hai bên luôn nhá. Thế. Cắm những cái trái tim. Cái này chúng ta có thể tùy ý cắm bất cứ cái gì mà các em cảm thấy thích. Kẹo mút màu cam vô cùng đẹp. Kẹo mút màu xanh này, kẹo màu hồng này.
các em đã từng thấy một cái xe nào mà nó cắm rất nhiều kẹo mút như thế này ở ngoài đường chưa? Thực tế chị thì đúng là chị cũng chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Nếu mà có như thế này thì sẽ rất là hấp dẫn đấy và khó cưỡng được lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái ba cái ô kem này nha. Ba ô kem mình sẽ đặt những cái mũ của nó lên đây. Đây, đây chính là kem vị sô cô la này, ngon quá. Đây là kem vị dâu này, wow, tuyệt vời luôn, đúng chưa các em? Và đây là kem, chắc là kem trứng đúng không? Kem trứng hoặc là kem xoài gì đó, có một cái màu vàng rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ đặt ba cái đi kem đấy vào ba cái chỗ mà người ta đã để sẵn cho mình, chính là hai cái nồi để chế biến kem. Chúng ta sẽ cũng sẽ để vào đúng vị trí của nó. Những cái này nó cái phần đít của nó to hơn và ta nghĩ là để chỗ này là hợp lý này. Còn lại là những cái phần này là còn đang rỗng, cho nên là chị em mình sẽ trang trí. Trước tiên là cho cái ly kem này để xúc này. Ai thích ăn kem ly thì sẽ có kem ly. Chúng ta sẽ cho sau cùng tại vì nó rất là cao, nó cao hơn những cái khác. Và đây là hai cái nước ép hoa quả, chúng ta cho vào đằng chỗ này. Đấy, thế là cái xe kem của chúng mình đã sắp là đầy đặn lên rồi đấy. Hai cái phần fast food, có nghĩa đồ ăn nhanh, chúng ta để ở ngoài này. Ngoài này nó đang rất là trống đúng không? Chưa có một cái đồ gì cả. Hai cái phần sandwich. Đấy, sandwich và hamburger. Đồ ăn sandwich và hamburger chúng mình xếp ở phần này. Các em có thấy là đẹp chưa? Gần đây rồi nha. Còn lại là chúng ta sẽ lấy hai cái bắp rang bơ để ở ngoài này để cho khách hàng dễ lựa chọn đúng chưa? Khách hàng rất là hay mua bắp rang bơ. Bắp rang bơ nó vừa rẻ mà ăn cũng rất là ngon, được lâu. Còn đây là phần chocolate và sweet. Chúng ta có thể sắp xếp đâu cho ý tí. Thì nghĩ chỗ này nó đang trống nên xếp ở đây là hợp lý rồi. Còn lại một cái phần này thì chúng ta sẽ cho vào phía bên trong kia. Em cứ để đây cũng được. Còn một thanh kẹo mút này. Thanh kẹo mút rất là đẹp. Các em có thể trang trí ở đằng này hoặc là đằng sau đều được. Đây là cái bộ phận để gắp kem. Các em có thể là gắp nó này. Gắp nó và cho vào cái ly này. Đây, lấy ra hơi khó đúng không? Gắp cho vào ly này. Ồ, nó hơi bị lộn một chút giờ. Và chúng ta xúc ăn nhé. Kiểu là như vậy đấy. Khi mà có khách hàng thì người ta họ sẽ ăn cái ly kem như vậy. Để đằng sau này nhìn cho nó rõ hơn. Vậy là cái xe kem của chúng mình đã rất là đầy đặn rồi. Bây giờ là cái công việc còn lại là chị em mình sẽ đi bán kem. Các em sẽ xem một vòng nha. Bán kem đẩy cái xe này đi. Và khi mà khách hàng người ta mua kem thì sẽ những cái hàng của mình nó sẽ vơi bớt dần. Và bây giờ là con đang rất đầy nên chúng ta cần phải đi bán kem để cho hết hàng. Chúng ta sẽ thu hồi được tiền mang về cho bố mẹ để giúp đỡ gia đình nhé. Ai kem đây? Kem ngon loại hảo hạng đặc biệt đây. Thì mời tất cả các bạn nhỏ đến ăn kem của mình nào. Kem đảm bảo chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm nha. Đảm bảo chất lượng ngon tuyệt đối nha. Ai kem nào? Ai kem đây? Ai kem nào? Vậy là video của chị đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhỏ nếu thích video của chị, hãy bấm like và chia sẻ với bạn bè nhé. Đừng quên đăng ký ngay cánh tiên để đón xem video mới nhất vào 2 ngày sắp tới. Cảm ơn và xin tạm biệt các em.